Vừa rồi thì chúng ta đã được tìm hiểu về sức sống tiềm tàng của Mị khi mùa xuân đến, đúng không nào? Chúng ta đã biết được nguyên nhân vì sao Mị lại được thức tỉnh và những cái diễn biến tâm trạng cũng như hành động của Mị như thế nào để thể hiện cái sự thức tỉnh của Mị về mặt nhận thức cũng như là một số hành động rất nhỏ. Tuy nhiên, đến khi sức sống của Mị được bừng tỉnh thì Mị lại bị vùi dập một cách tàn nhẫn, đó là Mị đã bị A Sử chói đứng và Mị bị A Sử đạp vào mặt. Đến đây thì người đọc chúng ta tưởng chừng như cũng đau đớn, cũng vô cùng tiếc thương cho Mị, vì rằng khó khăn lắm, đau khổ lắm, cực khổ lắm, khó khăn lắm thì Mị mới có thể, cái sức sống của Mị nó mới có thể bừng tỉnh như vậy. Nhưng ngay sau đó thì nó lại bị vùi dập một cách tàn nhẫn. Và chúng ta cũng tưởng chừng như là cái ngọn lửa ở trong Mị nó vừa mới được nhen nhóm lên, bây giờ lại như bị dội một gáo nước lạnh vào. Thì cái ngọn lửa đó liệu rằng nó có được bùng lên nữa không hả các em? Theo các em thì như thế nào? Và ở đây chúng ta thấy ngay là tuy sức sống tiềm tàng của Mị tưởng chừng như bị tắt hẳn ở cái chi tiết Mị bị A Phủ đạp chân vào mặt, sau đó Mị vẫn cúi xuống nhặt nắm lá thuốc lên và xoa thuốc dấu cho nó, thì từ đó người đọc tưởng chừng như Mị lại hoàn toàn cam chịu, hoàn toàn nhẫn nhục. Nhưng sức mạnh tiềm tàng của Mị đã biến thành sức mạnh vùng lên giải phóng khi mà Mị đã cắt dây chói cứu A Phủ và tự giải thoát mình trong đêm mùa đông. Và trước tiên, để mà làm sáng tỏ được cái diễn biến tâm trạng và hành động của Mị khi mà cắt dây chói cứu A Phủ, thì cô muốn các em hãy lưu ý cho cô cái đoạn văn mà bắt đầu những cái diễn biến tâm trạng và hành động của Mị khi cắt dây chói cứu A Phủ trong đêm mùa đông. Nó bắt đầu từ những câu văn sau: những đêm mùa đông trên núi cao dài và buồn, nếu như không có bếp lửa sưởi kia thì Mị cũng đến chết héo. Mỗi đêm, Mị đã dậy ra thổi lửa hơ tay, hơ lưng không biết bao nhiêu lần. Rồi thì ngọn lửa sưởi bùng lên, lúc ấy Mị cũng nhìn sang, thấy mắt A Phủ trừng trừng, mới biết A Phủ còn sống mấy đêm nay như thế. Nhưng Mị vẫn thản nhiên thổi lửa, hơ tay. Qua đoạn văn đó, kèm thấy ngay là lúc ban đầu khi mà chứng kiến cảnh A Phủ bị trói đứng, thì cô Mị của chúng ta như thế nào đây? Cô có quan tâm không? Cô có để ý không? Không, đúng không nào? Ban đầu khi nhìn thấy A Phủ bị trói đứng thì cô Mị của chúng ta hoàn toàn dửng dưng, thờ ơ và vô cảm. Cái sự dửng dưng, thờ ơ, vô cảm của cô Mị ấy được thể hiện như thế nào các em? Về mặt hành động. Về hành động. Cô thờ ơ vô cảm ra sao? Hành động thờ ơ vô cảm. Đó là gì? Nhìn thấy A Phủ bị trói đứng ở đấy nhưng cô vẫn làm gì? Vẫn thổi lửa hơ tay, đúng nào? Vẫn thổi lửa hơ tay. Bên cạnh hành động thờ ơ vô cảm thì ngay cả trong suy nghĩ của Mị, cũng thờ ơ vô cảm. Mị đã suy nghĩ như thế nào ạ các em? Kèm tiếp tục theo dõi vào đoạn văn nhé. Nhưng Mị vẫn thản nhiên thổi lửa hơ tay. Nếu A Phủ là cái xác chết đứng đấy cũng thế thôi. Mị vẫn trở dậy, vẫn sưởi và Mị chỉ biết còn ở với ngọn lửa. Cái chi tiết mà Mị nghĩ rằng là dù A Phủ, nếu A Phủ có là cái xác khô chết ở đấy, Mị cũng vẫn dậy, Mị vẫn thản nhiên thổi lửa hơ tay thôi. Đúng không nào? Đấy, chứng tỏ là suy nghĩ thờ ơ vô cảm của Mị là gì? Là nếu A Phủ là cái xác chết, đứng đấy cũng thế thôi. Tức là các em thấy rằng nhá, ban đầu khi chứng kiến cảnh A Phủ bị trói đứng ấy, cái sức sống của cô Mị cô vẫn bị tê liệt hoàn toàn, đúng không nào? Cái vố đạp chân vào mặt, bị đau đớn mặt thể xác, bị sỉ nhục về mặt tinh thần, nó đã làm tắt hẳn cái sức sống ở trong cô Mị này. Cô lại cam chịu, lại nhẫn nhục, lại như kiếp trâu, kiếp ngựa, kiếp rùa, thờ ơ vô cảm, trái tim hóa đá khô cằn, đúng không các em? Cho nên ban đầu hoàn toàn dửng dưng với những hành động thờ ơ vô cảm, đó là gì? Thản nhiên thổi lửa hơ tay khi nhìn thấy A Phủ bị trói đứng. Rồi cái suy nghĩ cũng thờ ơ vô cảm là nếu A Phủ là cái xác chết khô đứng đấy thì cũng thế mà thôi.
Mị không quan tâm, mị cũng vẫn thổi lửa, vẫn hơ tay như vậy, đúng không các em? Thế, và bây giờ các em có thể lý giải cho cô nguyên nhân do đâu không? Nguyên nhân do đâu mà cô mị này cô lại thờ ơ vô cảm, cô lại lạnh lùng thản nhiên như thế khi mà đứng trước một cái cảnh ngộ rất đau đớn như thế? À, chúng ta cần phải biết được cái nguyên nhân nhá. Nguyên nhân vì sao? Nào, các em thử lý giải cho cô xem. Nguyên nhân vì sao mà mị lại trở nên lạnh lùng thờ ơ vô cảm? À, ở đây có hai nguyên nhân chính. Theo cô là như vậy. Thứ nhất là những cái cảnh chói đứng, những cảnh tra tấn con người, những cái cảnh đẩy đọa con người ở nhà thông lý bá cha nó đã quá quen thuộc rồi, nó xảy ra quá thường xuyên rồi. Thế cho nên là cô bị cô chứng kiến nhiều, cho nên cô không còn bất ngờ trước cảnh đấy nữa vì quá nhiều lần như vậy, nên cô không có cái gọi là cái sự rung động hay là cái sự bận tâm nữa cả vì quá nhiều. Và thứ hai là chắc hẳn là trái tim của cô này đã hóa đá khô cằn hoàn toàn. Cô không còn ý thức về tất cả mọi vật xung quanh. Cô chỉ còn biết sống với ngọn lửa mà thôi. Chỉ biết trở dậy thổi lửa hơ tay hàng đêm. Chỉ biết sống với ngọn lửa và chỉ biết ở với ngọn lửa, cái hơi ấm của ngọn lửa để hơ lưng hơ tay mỗi đêm. Chứ cô không còn suy nghĩ được một điều gì nữa. Hoặc các em có thể kết hợp cả hai cách lý giải là như vậy để thấy được cái nguyên nhân vì sao mình lại thờ ơ vô cảm nhé. Nhưng ngay ban đầu mị không có hành động, không có suy nghĩ cứu A Phủ đâu, mà mị vẫn dửng dưng thờ ơ vô cảm. Nhưng về sau, nguyên nhân nào, lý do vì sao mà mị lại có cái suy nghĩ là sẽ cắt dây chói cứu A Phủ đây? À, chúng ta sẽ sang phần B các em nhé. Chúng ta sang phần B, đó là nguyên nhân thức tỉnh. Như các em đã thấy, trước đó khi mà chứng kiến cảnh A Phủ bị trói đứng, mị hoàn toàn dửng dưng, thờ ơ vô cảm, mị không có một cảm xúc suy nghĩ gì cả. Và nguyên nhân thì cô đã phân tích cho các em rồi. À, giống như sức sống tiềm tàng của mị cũng phải có những cái tác nhân, đã thức tỉnh cái sức sống tiềm tàng trong mị. Và ở đây khi mà sức sống ấy đã bị dập tắt thì nó cũng cần phải có những cái tác nhân để khiến cho mị bừng tỉnh. Nếu như sức sống tiềm tàng của mị được thức tỉnh bởi những cái cảnh vật ở bên ngoài, tức là những yếu tố khách quan bên ngoài các em nhé, đó là gì? À, mị được thức tỉnh sức sống tiềm tàng bởi không khí ngày Tết, bởi men rượu và bởi tiếng sáo, đúng không nào? Thế thì ở đây cái nguyên nhân nào khiến cho mị đã thức tỉnh? Nguyên nhân nào đã khiến cho mị thức tỉnh sau cái việc mà mị hoàn toàn dừng dưng vô cảm? Ban đầu mị không có cái suy nghĩ là cứu A Phủ các em nhé. Thế bây giờ nguyên nhân vì sao đây? À, các em hãy chú ý cho cô, các em hãy đọc cho cô đoạn văn từ chỗ lúc ấy đã khuya, trong nhà đã ngủ yên, mị lại trở dậy thổi lửa, ngọn lửa bập bùng sáng lên, mị lé mắt trông sang, thấy hai mắt A Phủ cũng vừa mở, một dòng nước mắt lấp lánh bỏ xuống hai hõm má đã xám đen lại. À, nhìn thấy tình cảnh như thế, mị chợt nhớ lại đêm năm trước A Sử trói mị, mị cũng phải trói đứng thế kia, nhiều lần khóc, nước mắt chảy xuống cổ, xuống miệng, không biết lau đi được. Đấy, kèm chú cho cô cái đoạn văn đấy. Thế thì nguyên nhân nào đã khiến cho mị thức tỉnh? Nguyên nhân nào đã khiến cho mị suy nghĩ lại, đã nhìn nhận A Phủ trở lại? Đấy, chứ còn không còn thổi lửa hơ tay nữa mà mặc kệ A Phủ nữa. À, đó chính là cái nguyên nhân mị nhìn thấy hai dòng nước mắt của A Phủ lấp lánh chảy xuống hai hõm má đã xám đen lại, đúng không các em? Đấy, nguyên nhân chính là bởi vì mị nhìn thấy cái dòng nước mắt lấp lánh của A Phủ bỏ xuống. Nhưng chúng ta trước hết các em phải thấy rằng trước khi thương A Phủ nhá, trước khi thương A Phủ luôn, ban đầu nhìn thấy dòng nước mắt đó thì mị không thương A Phủ luôn đâu, mà mị lại nghĩ lại cái cảnh ngộ của mình. Là ngày trước, đêm năm trước, chính mị cũng bị A Phủ trói đứng như thế. Bị A Sử trói vào cột, rồi bị quấn tóc lên cột, khiến cho không nghiêng, không cúi được. Và nhiều lần khóc thì nước mắt chảy xuống cổ, xuống miệng, không lau đi được. Thế bây giờ nhìn sang A Phủ, mị thấy cái cảnh ngộ đó, mị nhận ra, mị nhớ lại cái cảnh ngộ của mình. Và trước hết là mị thương mình, mị thương bản thân mình trước đã, chứ chưa thương A Phủ nhá. Đấy, nhìn người và thương mình. Sau khi thương mình rồi thì mị lại còn thương ai nữa các em biết không? À, mị lại còn thương ai nữa đây?
À, trời ơi, nó bắt chói đứng người ta đến chết, nó bắt mình chết cũng thôi, nó bắt chói đến chết người đàn bà ngày trước cũng ở cái nhà này. Sau khi thương mình, Mị cũng vẫn chưa thương A Phủ, mà Mị lại thương người đàn bà năm xưa cũng bị chói đứng ở cái nhà này, tức là một người khác nữa, đúng không nào? Đấy, và sau đó thì Mị mới thương A Phủ cơ. Tức là sao? À, nhờ cái yếu tố đầu tiên mà khiến cho Mị thức tỉnh chính là nhờ có lòng thương người. Ba con người, ba cảnh ngộ, nhưng ba con người, có xin lỗi, ba con người nhưng cùng chung một cảnh ngộ. Đó là gì? À, Mị bị chói đứng ở cột nhà, người đàn bà năm xưa cũng bị chói đứng và đến chết, bây giờ đến lượt A Phủ, đúng nào? Ba con người, ba cảnh ngộ. Đấy, và từ cái việc thương mình, cái lòng thương của Mị nó mới rộng ra, lòng thương người. Cái lòng thương ấy xuất phát từ cái gì? Từ những con người cùng khổ, những con người đồng cảnh ngộ, những con người đều phải bị chói đứng ở nhà bá cha, đều bị hành hạ, đều bị đau khổ, đúng không nào? Vậy nên các em ghi nhớ cho cô, nguyên nhân thức tỉnh đầu tiên của Mị chính là nhờ vào lòng thương người, nhờ có lòng thương người. Nhờ có lòng thương người. Và cái tác nhân đầu, cái tác nhân để có cái lòng thương người chính là bởi Mị nhìn thấy dòng nước mắt của A Phủ. Dòng nước mắt A Phủ, cô viết tắt nhé. Chính cái dòng nước mắt của cái người con trai mèo quả cảm ấy đã rung động, đã khiến cho Mị rung động, đã khiến cho Mị nhớ lại bản thân cảnh ngộ của Mị năm xưa. À, hóa ra dòng nước mắt của một người con trai, dòng nước mắt của một con trai vô cùng mạnh mẽ lại là cái yếu tố, cái nguyên nhân để thức tỉnh cái lòng thương người ở một người phụ nữ yếu đuối. Các em có thấy là cái cách mà Tô Hoài miêu tả tâm lý nhân vật rất là tự nhiên không? Đúng không? Bắt đầu Mị đúng là các em nhá, các em hãy được đặt bản thân mình vào mà xem, có phải là khi mà chúng ta chứng kiến một cảnh ngộ như thế thì chúng ta có thương người ta luôn không? Hay chúng ta luôn luôn nghĩ về bản thân mình trước? À, chúng ta sẽ nghĩ bản thân mình trước đấy các em ạ. Người ta bảo là người không vì mình trời chuốc đất diệt, đúng không nào? Đấy, đấy là một câu nói vui nhưng cô thấy đúng. Chúng ta luôn luôn nghĩ bản thân chúng ta trước khi nghĩ cho người khác, đúng không? Nhưng cái cô Mị này, sau khi nghĩ cho mình rồi thì cô còn nghĩ cho người khác nữa. Cô nghĩ cho người khác là cho ai? Cho người đàn bà và cho A Phủ, đúng không? Đấy, thì các em phải nhớ cho cô là đầu tiên cái lòng thương người của Mị là gì? Đầu tiên cô ấy thương mình, thương mình, đúng không? Sau đó cô thương người đàn bà. Đấy, thương người đàn bà và thương A Phủ. Đây là một cái logic tâm lý hết sức tự nhiên, đúng không nào? Và từ cái lòng thương người, thương mình, thương người và thương A Phủ này, nó chính là cái tình cảm hữu ái giai cấp. Tình cảm hữu ái của những người cùng khổ. Đây hoàn toàn là một cái lòng thương người rất tự nhiên. Chứ lúc mà các thầy trò với A Phủ không phải là vì cái tình yêu nhá, không phải tình yêu của Mị với A Phủ nhá. Mị chưa có cái tình cảm gì là tình yêu đôi lứa với A Phủ cả. Để mà các thầy trò với A Phủ, mà cái xuất phát của Mị lần đầu tiên, cái nguyên nhân đầu tiên khiến cho Mị thức tỉnh chính là bởi Mị có cái lòng thương người sâu sắc đấy các em. Nhưng bên cạnh lòng thương người, bên cạnh lòng thương người, nếu mà chỉ dừng lại ở cái việc thương thôi thì chắc chắn là cô Mị này cô sẽ không cắt dây cho cái A Phủ đâu. Bởi vì sao? Bởi vì các em biết nhà thống lý bá cha người ra người vào liên tục như thế, đúng không nào? Lại rất nhiều người ăn kẻ ở, mà Mị đã bị cúng trình ma nhà này rồi, Mị rất sợ hãi khiếp đảm trước con ma vô hình đấy rồi, Mị chắc chắn chưa dám cắt dây chó đâu. Vậy thì nguyên nhân tiếp theo là gì? Nguyên nhân tiếp theo khiến cho Mị cắt dây chó cái A Phủ là gì? À, các em hãy chú ý cho cô những câu văn tiếp theo nhá. Chúng nó thật độc ác, cơ trường này chỉ đến đêm mai là người kia chết. Chết đau, chết đói, chết rét, phải chết. Các em thấy chi tiết nghệ thuật này như thế nào? Thấy câu văn này như thế nào? À, chúng nó thật độc ác. Chúng nó ở đây là những ai? Chính là nhà bá cha, chính là những thế lực phong kiến, chúa đất, thực dân, đúng không nào? Chính là những thế lực cường quyền đang đày đọa những con người vô tội, những con người như Mị, như A Phục.
lần đầu tiên người con gái, người con dâu trừ nợ là Mị nhận ra tội ác của kẻ thù, nhận diện rất rõ bộ mặt của những cái người mà đã khiến cho Mị trở thành cái kiếp trâu, kiếp ngựa, kiếp rùa và a phủ và người đàn bà như thế, đúng không nào? Đấy, nhưng cái quan trọng là phải là cái câu văn sau: cơ trường này chỉ đến đêm mai thôi, là người kia chết, không chết vì đau thì chết vì đói, không chết vì đói thì chết vì rét. Tức là sao? Mị đã nhận ra cái sự thúc bách của thời gian, đúng không nào? Sự thúc bách của thời gian, chỉ đến đêm mai thôi, chắc chắn Mị biết chắc chắn a phủ sẽ chết. Bởi vì sao? Nhìn hai cái hõm má đã xám đen lại như thế, tức là gì? A phủ mấy đêm nay bị trói rồi, đói lắm rồi, gầy guộc lắm, xanh xao lắm rồi, chắc chắn phơi nắng phơi sương ở ngoài trời như thế, chỉ có chết là cái chắc thôi. Và cái chết đấy không đâu khác là đến ngay lúc đêm mai. Cho nên cái sự thúc bách của thời gian chính là nguyên nhân tiếp theo khiến cho Mị thức tỉnh. Sự thúc bách của thời gian chính là nguyên nhân thứ hai khiến Mị thức tỉnh. Và nguyên nhân thứ ba, nguyên nhân thứ ba, các em lại tiếp tục theo dõi đoạn văn. À, ta là thân đàn bà, nó đã bắt ta về trình ma nhà nó rồi, thì chỉ còn biết đợi ngày rũ xương ở đây thôi. Người kia, việc gì phải chết thế? A phủ, Mị phảng phất nghĩ như vậy. À, chính cái ý nghĩ phảng phất là gì? Ta đã là thân đàn bà, bị trình ma rồi, chỉ có cách chết rũ xương ở đây, tức là phải sống một cuộc đời là kiếp trâu, kiếp ngựa, kiếp rùa ở đây và không thể đi đâu cả, đến lúc chết thì thôi. Nhưng mà cái người kia, tức là A phủ ấy, việc gì lại phải chết, đúng không? Đấy, thế cho nên vấn đề ở đây là Mị đã nhận ra cái gì hả các em? Cái sự bất công phi lý của cái chết mà A phủ sẽ phải nhận, đúng không? Nguyên nhân thứ ba chính là khi Mị nhận ra sự bất công phi lý của cái chết mà A phủ phải chịu, đúng không nào? Đấy, ba nguyên nhân này: thứ nhất, lòng thương người; thứ hai, sự thúc bách của thời gian; và thứ ba, nhận ra sự bất công phi lý của cái chết mà A phủ sắp phải nhận. Chính là ba nguyên nhân khiến cho Mị thức tỉnh, khiến cho Mị đi đến cái hành động, có cái suy nghĩ, chỉ có cái suy nghĩ thôi nhé, chưa hành động, là sẽ cắt dây chói cứu A phủ các em nhé. Chứ ban đầu thì các em, khi các em phân tích ý, thì các em thường là vội vàng kết luận luôn là đến đêm mùa đông, khi nhìn thấy A phủ, nhìn thấy hai dòng nước mắt lấp lánh của A phủ, thì Mị đã có ý định cắt dây chói cứu A phủ và Mị đã cắt dây chói. Nếu mà các em chỉ phân tích như vậy thì các em sẽ bị thiếu sót rất nhiều và không nhìn thấy được cái diễn biến tâm trạng của Mị. Nó vô cùng logic, nó vô cùng tự nhiên. Cái cách miêu tả tâm lý của Tô Hoài, các em thấy là Tô Hoài dường như đang nhập thân vào nhân vật và trao cho nhân vật cây bút để nhân vật tự viết lên câu chuyện của mình, nói ra suy nghĩ của mình, và nó hoàn toàn tự nhiên, hoàn toàn logic và hợp lý nhá. Sau khi chúng ta tìm hiểu nguyên nhân thức tỉnh rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về hành động để xem lúc cô Mị cắt dây chói phủ thì cô có những hành động gì các em nhá. Sau khi Mị đã được thức tỉnh thì chúng ta biết rằng là Mị đã có một cái suy nghĩ, đúng không? Mị đã có một cái suy nghĩ là gì? Mị nghĩ rằng là nếu như mà Mị không cởi trói cho A phủ thì biết đâu A phủ có thể tự giải thoát cho mình, và lúc ấy bố con bà cha sẽ bảo là Mị đã cởi trói cho nó, Mị liền bị trói thay vào đấy, Mị phải chết trên cái cọc ấy, đúng không nào? Tức là bây giờ là cô Mị này, cô đang sợ là cô ấy phải vạ, đúng không nào? Phải mắc cái tội là giải cứu cho A phủ, nếu như không giải cứu thì cũng mắc cái tội giải cứu. Đấy, cho là như thế. Cho nên là cô ấy như thế nào? Có vẻ là cô vẫn sợ, đúng không nào? Cô chưa có hành động quyết liệt là cắt dây chói cho A phủ ngay, mà trong cái suy nghĩ của cô là cô còn cái suy nghĩ như vậy nữa, tức là cô lo cho bản thân mình. Đấy, cô đã suy nghĩ rằng nếu như mà mình không cứu thì cũng có thể là mình bị bố con bá cha cho rằng mình cứu, đúng không nào? Và nhưng mà lúc sau thì
Cô có một cái suy nghĩ là nghĩ thế trong tình cảnh này làm sao mình cũng không thấy sợ. Tức là lúc này người con gái này hoàn toàn không còn sợ chết nữa rồi. Không còn sợ cái chết nữa rồi. Chính cái lúc mà mình không có sợ chết này này thì các em thấy rằng là cô lại ý thức được trở lại. Ở lúc mà sức sống tiềm tàng trỗi dậy, các em có nhớ là cô đã phân tích cho em về cái suy nghĩ là muốn nếu còn nắm là ngón trong tay lúc này mình sẽ ăn cho chết ngay chứ không còn muốn sống để làm gì nữa. Đúng không? Không còn muốn nghĩ cái gì nữa cả. Thì lúc này cũng vậy đây. Cô không sợ chết nữa. Cô sẵn sàng sẵn sàng đền cả mạng của mình để cứu, để giải thoát cho người kia, chính là A Phủ. Vì thế nên đã dẫn đến hành động quyết liệt, đó là hành động cắt dây chói cứu A Phủ. Và các em hãy xem cho cô xem lúc mà cứu A Phủ thì Mị đã có những hành động như thế nào. Hành động: các em bám sát vào đoạn văn sau đây trong sách giáo khoa. Lúc ấy trong nhà đã tối bưng, Mị rón rén bước lại. A Phủ vẫn nhắm mắt nhưng Mị tưởng như A Phủ dường đang như là có người biết người đến. Mị đã rút con dao cắt lúa, cắt nút dây mây. Đấy, hành động đầu tiên của Mị các em thấy ngay đó là gì? Rón rén bước lại, đúng không? Rón rén bước lại. Sau đó Mị rút con dao và cắt nút dây mây. Hành động rón rén bước lại, giúp con dao cắt lúa, cắt nút dây mây. Và các em thấy cái hành động đó là hành động như thế nào? Sau khi Mị đã rút được con dao ra rồi, cắt nút dây mây ra rồi thì Mị thấy như thế nào? Mị nghẹn lại, đúng không nào? Mị hốt hoảng. Đấy, tức là hành động của Mị như thế. Còn tâm lý của Mị là gì? Tâm lý của Mị sẽ là run sợ, hốt hoảng, đúng không nào? Tâm lý run sợ, hốt hoảng. Và cái hành động rón rén bước lại nó thể hiện cái sự thận trọng, đúng không nào? Sự thận trọng, sự lo sợ, thận trọng, lo sợ. Mị dường như là đang làm một cái việc khuất tất, làm một cái việc tuy là đúng đắn nhưng nó vẫn rất là ẩn chứa rất nhiều những cái gì, cái nguy hiểm, đúng không nào? Tuy nhiên Mị vẫn hành động, dù cái tâm lý của Mị có căng thẳng như thế, có run sợ, có hoảng hốt và Mị phải rất thận trọng như thế, nhưng Mị đã vẫn hành động một cách kiên quyết, đúng không nào? Mị đã rút con dao trong túi và rút con dao nhỏ ra, rút con dao cắt lúa ra và cắt nút dây mây. Đấy, thì các em thấy rằng là qua cái hành động này, các em thấy cô Mị là một cô gái như thế nào? Một cô gái rất là dũng cảm, đúng không nào? Một cô gái rất là dũng cảm và rất giàu đức hy sinh. Phải dũng cảm thì mới dám làm một cái hành động như vậy. Vì người nhà bà cha thì rất đông, rất nhiều, còn nhà bà cha thì lại rất là kiên cố, vững chắc, đúng không? Cho nên cái hành động này thể hiện sự dũng cảm, sự dũng cảm và cái đức tính hy sinh, giàu đức hy sinh của người con gái này. Nhưng đến đây các em hoàn toàn thấy cái tâm lý này của Mị, hoàn toàn thấy cái phẩm chất này của Mị nó rất là phù hợp, đúng không nào? Nó rất là logic, nó hợp lý. Bởi vì sao? Người con gái này tưởng chừng như là một con gái đã bị mất hết ý thức rồi, bị dập tắt tất cả mọi niềm tin, mọi hy vọng và bị triệt tiêu cả ý thức phản kháng. Nhưng bây giờ đấy, nhờ những nguyên nhân đó nên cô đã được thức tỉnh. Cô có một hành động rất dũng cảm. Và cái đức tính hy sinh ấy, thì em thấy ngay là ngay từ khi còn là một thiếu nữ thì cô ấy đã làm gì? Đã sẵn sàng cúc nương làm ngô để giả nợ thay cho bố, không dám chết vì sợ bố mình khổ hơn. Như vậy là cô này cô là một cô gái rất giàu đức hy sinh. Và ở đây chúng ta thấy hành động này, tâm lý như vậy nhưng vẫn thực hiện cái hành động đó, đã cho thấy cô quả là một cái người mà giàu đức hy sinh và dũng cảm, có một cái lòng thương người vô hạn, không sợ chết để có thể cứu người, đúng không nào? Và sau đó cái tâm lý của cô còn có cái diễn biến nào nữa? Thì các em thấy rằng là khi mà đã cứu được A Phủ rồi, khi mà A Phủ đã vùng dậy chạy đi rồi thì Mị cũng rất sợ hãi. Mị bắt đầu lúc mà cứu được người rồi thì Mị bắt đầu thương mình, nghĩ đến mình và gì?
Mị đã đứng lặng trong bóng tối. Lúc nào? Mị đứng lặng trong bóng tối. Sau đó Mị đã chạy vụt ra. Tuy trời tối nhưng Mị vẫn băng đi. Đấy, Mị sợ, Mị rất sợ, nhưng Mị đã vẫn băng đi. À, lúc này đứng trước cái chết, sau khi cứu người rồi Mị sợ quá. Nhưng Mị biết rằng là nếu như không cứu thì chắc chắn A Phổ sẽ chết, cho nên Mị đã cứu. Và bây giờ đứng trước cái chết của mình thì Mị, cái bản năng ham sống của Mị lúc này nó lại trỗi dậy. Và hành động của Mị là gì? Chạy theo A Phủ, nói với theo A Phủ, A Phủ cho tôi theo với, đúng không nào? Và đó chính là hành động tự giải thoát, tự giải phóng cho mình. Hành động tự giải thoát, tự giải phóng đó, nó thể hiện cái gì? À, cái ước mong, ước muốn đổi thay, cái ước mong, ước muốn được tự giải thoát cho mình, được tự giải phóng cho mình. Và đó cũng chính là sức sống tiềm tàng của Mị, và chính là sức mạnh vùng lên giải phóng của Mị một cách mãnh liệt, một cách mạnh mẽ nhất. Như vậy, các em thấy sức mạnh vùng lên giải phóng của Mị khi các dây chói ký A Phủ trong đêm mùa đông, nó đã được diễn tiến theo một cái trình tự tâm lý rất là tự nhiên, rất là logic. Và cũng là hành động chạy vùng ra khỏi đêm tối. Nhưng các em hãy thử liên hệ đến chị dậu của Ngô Tất Tố, các em sẽ thấy chị dậu của chúng ta lao ra màn đêm đen đặc, và đúng, và không, và cái màn đêm đen tối đó nó giống như cái tiền đồ của chị, tức là cái cách kết thúc chuyện của Ngô Tất Tố nó có một cái gì đấy rất là ám ảnh, và nhân vật của chúng ta không tìm được lối thoát. Thế nhưng với Tô Hoài thì Tô Hoài đã thấy cái sự thay đổi của con người theo một cái chiều hướng tươi sáng hơn, tích cực hơn. Đó là sau khi Mị cùng A Phủ chạy trốn thì hai người đã nương tựa vào nhau, hai người đã đi đến hôn nhân và có một gia đình ở phiềng xa. Lúc đó thì A Phủ và Mị sống hạnh phúc với nhau. A Phủ thì gặp được A Châu, kết nghĩa anh em và hai người cùng làm cách mạng. Thế thì Tô Hoài đã thấy được cái sự thay đổi của con người, nhưng cái cùng một cái cách chạy ra khỏi màn đêm đen đặc, nhưng sau đó Mị và A Phủ tìm thấy lối thoát cho mình, tìm thấy một cuộc sống tự do, và cái việc mà đi đến cùng với cách mạng ấy, đấy, đi theo ngọn lửa cách mạng, đi theo niềm tin cách mạng, đường hướng cách mạng, nó là một cái sự tất yếu, là một cái sự tự nhiên, đúng không nào? Và chỉ có cách mạng lúc đó mới có thể giải thoát cho con người, khiến cho con người được tự do, được hạnh phúc và được sống cuộc đời của chính mình. Như vậy, thông qua việc chúng ta tìm hiểu về sức mạnh vùng lên giải phóng của Mị trong đêm mùa đông, thì các em sẽ thấy rằng nó chính là cái hệ quả của sức sống tiềm tàng của Mị khi mà mùa xuân đến. Và các em thấy rằng việc chúng ta tìm hiểu về nhân vật Mị, nếu các em chỉ dừng lại ở việc nhận ra thân phận, cảnh ngộ của Mị thôi thì chưa đủ. Chúng ta cần phải nhận ra người con gái này là người con gái có thân phận, cảnh ngộ rất là đau khổ, nhưng bên trong, ẩn giấu sâu bên trong tâm hồn của Mị thì luôn luôn có một cái sức sống tiềm ẩn, tiềm tàng. Và cái sức sống tiềm ẩn, tiềm tàng ấy nó sẽ trở thành sức mạnh để giải phóng cho chính bản thân của Mị. Cuộc đời, số phận của Mị, con người của Mị, những phẩm chất của Mị là tiêu biểu cho phẩm chất của tất cả những người con gái, những người phụ nữ dân tộc Hơ Mông nói riêng và những người phụ nữ dân tộc nói chung. Và nó kết tinh vẻ đẹp và giá trị. Cuộc đời của Mị với những đau khổ như thế, nó hiện thân cho, nó là cái sự kết tinh cho cái gì? Cho cái giá trị hiện thực, cũng như thể hiện cái lòng cảm thông, trân trọng, yêu thương sâu sắc của Tô Hoài với nhân vật Mị, đồng thời là cái sự tố cáo rất mạnh mẽ, đanh thép cái thế lực đã chà đạp lên con người. Thì các em thấy rằng là thông qua nhân vật Mị thôi, các em thấy những cái giá trị mà Tô Hoài, giá trị và tư tưởng Tô Hoài đưa lại cho chúng ta là vô cùng lớn. Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc việc tìm hiểu về nhân vật Mị, chuyển sang nhân vật A Phủ để xem nhân vật A Phủ có những cái cảnh ngộ, những thân phận như thế nào, và những phẩm chất của A Phủ là gì các em nhé.